Cho bạn nào chưa biết, bấm ngay vào link bio như phần mô tả ở phần gym comment để tham khảo ngay cái dịch vụ game Block Food và game Toilet or Defense trên kênh của mình nha. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bi Huỳnh Gaming. Giống như video trước mà tôi có nói thì trong video này mình sẽ làm hành trình 24 giờ đi trading cái Super Fruit Box này. Cho bạn nào chưa biết thì đây là một cái rương kho báu mới nhất trong Block Food. Nó có hai loại các bạn ạ, loại màu xanh thì mở ra một trá quỷ rương này, còn loại màu hồng thì mở ra trá quỷ vĩnh viễn. Và video ngày hôm nay mình sẽ mở hai hộp hồng này, sau đó dùng những trái quỷ mở được đi trading xem sao các bạn nhé. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên đập nát nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhanh chóng đạt 100.000 người đăng ký nha. Đang rất là gần rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đừng có xem trò nữa. Còn bây giờ hãy cùng bắt đầu video thôi nào. Let's go. Rồi, giải đáp thắc mắc một chút cho các bạn là cái hộp box này chúng ta có dùng để chay được không, chứ mở làm cái gì. Thì bây giờ mình sẽ mời Snack vào để chay thử cái hòm màu hồng này qua xem Snack có nhận đấy không các bạn nhá. Dạ, để tôi tìm xem. Không có các bạn ạ. Như vậy là mấy cái hòm này chúng ta sẽ không thể chay được, bởi vì nó không xuất hiện trong cái khu vực trading các bạn ơi. Rồi, giải đáp thắc mắc cho bạn nào hỏi tôi là ừ anh ơi, sao anh không chay đi mà anh để mở ra nó ra mấy cái trái lỏ làm gì cho nó lỗ. Thì đó. Và thứ mà lỗ hơn đó chính là trái smoke mà tôi vừa mở ra này. Snack ơi, cho em cái trái smoke này mang về bức cái lỗi tàn hình đi em. Trái smoke thì bây giờ nó không còn phế như trước nữa rồi. Nó có một cái lỗi bức tàn hình. Nếu các bạn sử dụng trái T-Rex full nộ, các bạn nhấn biến hình và nhấn đổi sang trái smoke thì các bạn sẽ tàn hình nhá. Tôi cũng đã làm trong một vài video của tôi chỉ các bạn rồi đấy. Hiện tại thì tất cả những cái đường mạng ở Việt Nam vẫn chưa vào được game Roblox. Tôi với lại Snack và rất nhiều người trong anh em Yoshi Gang cũng như là đa phần thành viên trong mấy chủ Discord của tôi đều phải sử dụng những cái fake IP. Cho nên là người chơi cảm giác giảm sút hơn rất là nhiều, cũng như là toàn gặp người nước ngoài không à. Tầm này mà gặp người Việt Nam là 99% là bạn ấy cũng phải fake IP thì mới gặp được nha các bạn nhé. Không nên than thuyền nữa, bây giờ chúng ta cùng đến với cái màn quan trọng nhất, đó là mở một cái hòm Super Fruit Box đầu tiên các bạn nhé. So yeah. Trên đây là một cái bảng thông tin về cái hòm màu hồng này. Khi mà các bạn mở cái hòm màu hồng ra thì các bạn sẽ có 250.000 berry, 2.100 điểm phát mình và một trái ác quỷ vĩnh viễn ở dưới sau đây. Thì những cái trái quỷ vĩnh viễn thì nó chia tỷ lệ theo phần trăm các bạn ạ. Có tổng cộng là 3 này, 6 này, có tổng cộng là 8 trái quỷ vĩnh viễn mà thôi, chứ không phải là ví dụ như mở ra được Kitsune. Không bao giờ mở ra được Kitsune vĩnh viễn các bạn nhé. Và trong đó trái Shadow là trái hiếm nhất, với tỷ lệ mở ra là 2%. Trái tỷ lệ 5% là trái Blizzard, 10% là trái lớp này, 11% là trái cao su, 12% là trái light, 20% là trái ghost, 20% là trái băng và cuối cùng 20% là trái falcon. Cho nên là cái tỷ lệ mà chúng ta mở ra 3 trái 20% là ghost này, ai với lại falcon rất là cao. Hy vọng là tôi sẽ được gọi là may mắn mở được trái Blizzard hoặc là Shadow các bạn nhé. Ok, đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Các bạn hãy nhấn like video và đăng ký kênh ngay lúc này thật là nhiều, bởi vì cái hòm này cực kỳ giá trị các bạn ạ. Bam. Bam. Ok, chúng ta đã được một trái lớp các bạn ạ. Và trái lớp thì nó có tỷ lệ là 10% mà thôi. Ai gu. Đây là các bạn này, nó vào hòm của tôi này. Chúng ta có một cái perm lớp. Đó, ngay trong lần đầu tiên mở thôi thì tôi đã được cái trái gọi là top 3 xịn nhất trong cái hòm màu hồng này. Ê, như vậy thì cũng ok đúng không? Ok. Rồi, bây giờ sẽ là hành trình mà tôi sẽ dùng trái lớp này đi ra server cộng đồng để trade thử xem là dùng trái lớp này sẽ được cái gì đó xịn sò các bạn nhá. Rồi, chúng ta gặp một cái người tàn hình đang cầm cái trái Kitsune lơ lửng. Robby. Rob. Rob đi, anh cho mày 1 tỷ Snack. Anh biết mày đang làm gì? 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 Nó đang bức cái trái vẽ T-Rex với lại trái smoke các bạn ạ. Rồi, trading perm bluff cho một cái trái quỷ nào đó thật sự là xịn sò. Rồi, chúng ta gặp Cooling 01. Ok. Perm bluff. Một trái gọi là control. Add thêm đi Cooling ơi, add thêm đi Cooling ơi. Một trái control, một trái voi mà mút, một trái poto. And mà cái perm lớp mắc lắm. Rồi, và một trái ác quỷ lớp bình thường. Cái perm ma trái quỷ mà đổi trái quỷ lớp bình thường là cái deal này không ổn lắm rồi. Ok, chúng ta hãy cùng sang bên này xem sao. Dab Chopper. Perm lớp vẫn là điều khiển trọng lực. Pin and Furnace. No bro. Trái lớp nó có giá trị là 1.700 Robux thì ít nhất nó cũng phải có một trái gọi là leo bậc hay dragon trong đấy,
Chứ nếu mà control thì không ăn thua. Control thì nghe đồn cũng gọi là sắp được làm lại đấy. Nhưng mà mẹ có vẻ cái từ sắp này nó hơi xa. Từ cái đợt nào nói là reward lại trái control tới giờ tôi vẫn chưa thấy thông tin đâu. Lừa rồi thề. Và chúng ta có một cái deal thứ ba, Spirit, bóng đêm, Buddha và Bottle. 4 trái này đổi lên một cái perm lớp thì e rằng là nếu hợp lý cho lắm. Ok, không hợp lý lắm các bạn ạ. Chúng ta vừa chuyển qua một server mà không hề có bất kỳ một bóng người nào. Họ chỉ lo đánh nhau thôi, họ lo bật BBB. Họ không quan tâm đến cái việc là ở đây đang có một cái deal trading lớp cho một cái trá quỷ nào đó xịn sò. Họ đéo quan tâm đến tôi các bạn ạ. Hello, có ai đó không? Có ai đó có nhà không? Tôi cảm giác là cái tiếng đánh nhau ngoài kia rất nhiều. Nhưng trong đây thì không có một ai các bạn ơi. À, với lại, oh, rocket. Drop me, please. Oh, ôi trời ơi. Oh, no. No, bro. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Ôi, thằng khứa này nó cầm cả cái kia đâu đen. À, ý của bạn là muốn mình dịch chuyển cho bạn sang đánh gọi là... Ủa, sao dịch chuyển được rồi? Má, nhưng mà các bạn có thấy cái pha nó ăn mẹ cháy rocket không? Đúng là người mới có khác, họ không biết các bạn ơi. Mẹ đang cầm cháy like ngon lành tiến đổi sang cháy rocket. Vẫn đéo có một ai quan tâm các bạn ạ. Từ khi mà server Việt Nam của chúng ta bị chặn không vào được Roblox, tôi cảm giác như thế giới Lockfoot này nó dần dần sụp đổ. Chúng ta có quá ít người chơi. Toàn là mấy thằng khứa mẹ, thằng khứa người Nga, người nước ngoài nói chuyện không ở các bạn ơi. Trong 3 ngày gần đây đổ lại, không hề có bất kỳ một cái bị gọi là chú ông đòi tiếng Việt nào cả. Phoenix, Spider, Dung Nham và Đào Chắn, mày đang giỡn mặt với tao đó hả? Thằng khứa 1343 kia. Thường trong những cái video chơi là mấy người mà level thấp á các bạn, là toàn là cháy xịn không à. Firm Love, Buddha, Venom, Chấn Động, and Ghost. Yeah, ok, chắc mày chưa biết Police, à Police nữa cơ. Thì một giây nhảy ra. Không có đâu. Đáng ra mình không nên chơi những cái trò này nhiều. Bởi vì tao đang fake IP để có thể vào Blockfoot. Các bạn hơi lắc các bạn ơi. Và nhiều khi mà anh chúng ta giỡn cái kiểu này là mất luôn trái thật đấy nhá. Vẫn chưa tìm được một cái deal gì đó xịn sò cho cái trái perm lớp của tôi. Hay nói đúng ra nếu ai chơi các bạn ạ, toàn là mấy khứa cấp thấp không à. Yo, Leopard, Dragon. Yo, ok. Control and Mammoth. Yo, yo. Có ok không ta? Cũng được. Nó cũng là một cái mà tôi hướng tới. Tôi đang nghĩ là sẽ có thêm một trái gọi là Kitsune. No, 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 no. Nhưng mà thôi để tôi dụ này thêm xíu nữa coi. Để xem. Hai Dragon. Ai à, khứa này nó không chịu chay các bạn ơi. Trá quỷ cách 800m. Sẵn tiện đi lượm luôn các bạn nhé. Nó nằm ở trên này này. Lâu đài mùa đông thì nó có một vị trí duy nhất thôi. Nằm trên cái cây này. Nó màu trắng. À. Ê, tôi cứ tưởng là cháy đầu không các bạn. Tôi cứ tưởng là trái mochi không ấy, nhưng mà nó là trái ghost. Hết hồn, ok, cũng được các bạn ơi. Này, các bạn nhìn đi, toàn là cái tiếng Nga, tiếng Ấn Độ, tiếng tùm lum không à. Đéo thấy tiếng Việt đâu cả, mặc dù đây là server Singapore nhá. Vãi ò, vừa có lượm trá quỷ xong, chúng ta có luôn một cái nhà máy. Mẹ server nào mà nhân phẩm thế nhờ. Tôi sẽ là người vào trước. Lợi thế của người biết những cái trích lò á. À, cứ này muốn đập tôi các bạn ạ. Mày muốn đánh nhau. Mày muốn chiến đấu ư? No. Đống thằng các bạn ơi, no. Tôi là thằng gây nhiều đam nhất. Mấy thằng nhóc, mày đòi gây nhiều đam bằng anh ư? Mấy cái thằng Ấn Độ này, mấy cái thằng Cambodia này. Tôi được trái cát các bạn ạ. Cái phần thưởng nó đéo đáng lắm cho cái việc mình bị độc nãy giờ. Thằng nào thích ra đây solo với tao? Có biết tao đang bật V4 không? Cái điều ngu người nhất là đấu nhau với một thằng đang bật V4. Hút mày vào V tiếp nè. Ha ha, 11 nhà bounty. Nó chat cái gì đấy, tôi cũng đâu biết là chat cái gì. Bạn nào bên Ấn Độ mà có thể gì cái tôi giùm tôi nhá. Chắc là nó sẽ chửi tôi đấy. Bởi vì tôi spam V nãy giờ là 4 lần thì nó rồi. Bum love. Dragon. Mochi. Leopard. Yo. Yo. Devil. Devil đúng là ác quỷ các bạn ơi. Tôi sẽ accept cái deal này ngay. Chúng ta có một Dragon, một Mochi và hai Leopard. Theo các bạn thì điều này tôi lời hay lỗ, hãy comment ngay trong phần mô tả. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi lời đấy. 3, 2, 1. Bam. Let's go baby. Ok, cảm ơn bạn Devil rất là nhiều đã chơi cho tôi cái điều này nhé. Yo, một cái perm lớp. Thật ra cái perm lớp là cái perm người ta không chuộng lắm các bạn ạ. Tôi chơi được tận 2 chế Leopard,
một trái Dragon và một trái Mochi. Cá nhân tôi hơi tham một tí, tôi muốn được thêm một trái Kitsune cơ, nhưng mà có vẻ là hơi khó các bạn ạ. Cái perm lớp này ít người người ta xài lắm, nó rất là kén người luôn. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành lần chơi của một cái hộp Super Fruit Box đầu tiên. Bây giờ tôi sẽ mở tiếp một cái hộp thứ hai các bạn nhé. Hồi nãy thì tôi mở được trái lớp là trái xịn thứ ba trong cái hộp này. Hy vọng lần này sẽ ra Blizzard hoặc là Shadow các bạn nhé. Nếu mà nó ra Falcon hay là mấy cái trái dầm dầm, ví dụ như là trái Ice hay là trái Ghost thì chịu luôn đấy. Giá trị của một cái hòm màu hồng này là cực kỳ lớn. Bởi vì khi mà các bạn mua những cái gói đồ chơi của cái game Blockfoot về á, thì không phải là cái gói nào nó cũng có cái thẻ màu hồng này, mà tỷ lệ của nó là 1/4, tức là khoảng 4 hòm đồ chơi thì mới có một cái gọi là thẻ màu vàng này các bạn nhé. Ok, các bạn đã sẵn sàng hay chưa? Blizzard Shadow, please. Blizzard Shadow. Oh man. Yo, chúng ta được một cái perm trái cao su các bạn ạ. Trái cao su thì tỷ lệ mở ra nó là 11%. Trái lớp là hồi nãy là 10%, còn trái cao su là 11. Nhưng mà cá nhân tôi đánh giá các bạn nhé, là cái perm cao su còn giảm hơn cả perm light hay là perm ghost hay thậm chí là perm băng luôn á. Người ta cầm mấy cái perm khác đi chơi dễ hơn, chứ còn trái cao su đi chơi cảm giác rất là khó các bạn ạ. Như vậy là chúng ta vừa có một cái pha mở hòm lỗ điên được trái cao su. Bây giờ thì sẽ tiếp tục cầm cái perm cao su này đi chơi xem được cái gì nha. Ok, gặp một bạn Chi Chi fan của tôi. Điều khiển dung nham hồn ma. Bạn này khá nghèo các bạn ơi. Không được em ơi, anh cần một cái điều gì đó nó hợp lý hơn, cái độ chênh lệch của nó ok hơn. Yukai vào mà một control show and spider no. Bình thường chắc là tôi sẽ chơi đấy, bởi vì cái perm cao su nó có trị giá là 1200 Robux các bạn ạ. Thì chơi cái điều này cũng được, nhưng mà tôi đang muốn tìm một cái đó, nếu mà được thì có thể là Kitsune. Kitsune, đổi cho anh một cái gì đó mẹ, something good đi nào Win ơi. Wow, ok. Yo Win ơi, mẹ điều này có là sự thật không các bạn? Một trái Dragon, một Kitsune và hai Leopard đồng ý ngay và luôn trước khi khứa này nó gọi là đổi ý. No way, no fucking way. 3, 2, 1, yes. Woo, ok. Cảm ơn bạn W Win rất là nhiều nhé. Trời ơi, một cái deal không thể nào mà lời hơn. Cho em lên TV nha. Ok, chắc chắn em ạ, với một cái điều ác quỷ như thế này thì chắc chắn em xứng đáng được lên TV của anh mỗi video, chứ không chỉ là một video này. Cảm ơn em rất nhiều nha Win nhá. Vừa rồi chúng ta vừa làm một cái điều thế kỷ. Tất nhiên là có sự trợ giúp từ gọi là đặc quyền của YouTuber các bạn nhá. Bạn ấy là một người đã biết tôi từ trước, và bạn ấy chia cho tôi một trái Kitsune, hai trái Leopard và một Dragon chỉ để lấy một cái perm cao su trị giá 1200 Robux của tôi các bạn ạ. Yo, no way, quá tuyệt vời. Cảm ơn bạn Win thêm một lần nữa đã làm cho cái cảm xúc nó thăng hoa hơn. Và như vậy là tôi đã vừa xong hành trình gọi là chơi hai cái Super Fruit Box, hai cái perm vĩnh viễn trong video này. Bây giờ tôi sẽ mở thêm một cái hòm bốc bình thường màu xanh. Đây là cái hòm trá quỷ rương. Nếu mà ra trá quỷ nào tôi sẽ tặng cho các bạn Win hồi nãy đã chơi cho tôi trá quỷ đó vĩnh viễn. Ok không các bạn? Ở cái hòm màu xanh này thì hai trái xịn nhất vẫn là trái Blizzard và Shadow các bạn ạ. Để xem nào, may mắn có đến với bạn Win hay không nhá. Ở video trước tôi mở cái hòm màu xanh này toàn ra mẹ God với lại là Falcon với lại Rocket đồ không à. Để xem lần này thì sao. Bam. Không thể nào mà tặng Rocket cho cái người đã chơi cho chúng ta một cái điều quá lời giống hồi nãy được, đúng không các bạn? Đúng rồi. Chính vì thế nên tôi sẽ mở luôn cái hòm cuối cùng. Win, W Win ơi, tất cả nhân phẩm của em phụ thuộc vào cái gói này. Shadow. Let's go! Let's go! Let's go! Woohoo! Oh my goodness! Quá nhiều siêu phẩm, quá bùng nổ trong cái video ngày hôm nay của chúng ta các bạn ạ. Yo! Tôi vừa mới làm một pha cực kỳ kỷ lục, đó chính là mở ra trái Shadow, là trái có tỷ lệ. Ok, sao mất mẹ mạng rồi? Ok, what the fuck?
Vừa mở xong ho mất 3.000, có cái nào vào mất mẹ cháy shadow không nhở? Mẹ chắc chỉ là đơn giản là trùng hợp thôi. Alright, như vậy cháy shadow không bị mất sau cái pha mất mạng vừa rồi của tôi các bạn nhá. Cái điều quan trọng là gì? Cái điều quan trọng là bạn ấy chơi cho tôi một cái deal rất là lời. Và cái điều quan trọng tiếp theo là tôi mở tặng quà cho bạn ấy. Lúc đầu thì nó ra rocket là 20%, nhưng cái thứ hai ra hẳn shadow 2%. Các bạn hiểu tỷ lệ 2% là một cái gì đó mà rất là fucking wow shit không? Rồi bây giờ tôi sẽ đi tìm kết bạn với bạn Win đó và tặng cho bạn ấy một trái shadow vĩnh viễn. Bạn ấy chắc chắn là người xem trên kênh của tôi các bạn ạ. Vì thế nên bạn ấy xứng đáng với lại trái shadow vĩnh viễn 2400 Robux vì đã chơi cho tôi một cái deal quá ư là tốt. Rồi, sau khoảng tầm 30 phút thì mình cũng đã tìm và kết bạn được với lại cái bạn Win này rồi nha các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ mua cái perm shadow này để tặng cho bạn ấy. Ok, 2425 Robux. Pam, có hiếu với fan là phương châm của anh Bi Đại Thần. Rồi, nice. Bây giờ sẽ là một cái perm shadow. Ok, để xem phản ứng của bạn Win này như thế nào đây. 2, 1, pam. Ok, để em chụp hình cái nha. Ok, cho mình thoải mái đây. Một cái gương mặt nam thần đẹp trai, gọi là sáu múi. Không góc cạnh nhanh thì chụp điểm nào cũng gọi là đẹp trai hết nha em ơi. Rồi, thằng Khứa nó mừng quá, nó chat toàn sao không à. Nhưng mà tôi có thể đọc nhẩm ra là em cảm ơn anh nhiều lắm. Bye bye anh, ok bye bye em nhiều nha. Vừa rồi là hành trình mình đã chơi những cái bơm được mở ra từ những cái bốc cực kỳ xịn sò trong Block Food, cũng như là tặng cho bạn W Win một cái trái shadow vĩnh viễn, bởi vì mình quá may mắn khi mở ra được trái shadow rương các bạn ạ, từ cái hòm màu xanh. Và như mọi khi, nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên lại cho mình một like, share và đăng ký kênh. Nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Và đừng quên, nếu các bạn muốn tham khảo tất cả những dịch vụ liên quan đến game Toilet or Defense, game Block Food, trái cây, vân vân mảy mây, thì đừng quên click vào link bio mình có ghi ở dưới phần mô tả và comment các bạn nhé. Đó mới là nơi chính chủ, còn tất cả những cái bên khác đều là pha ke. Nếu video này được khoảng tầm 10k like thì tôi sẽ làm tiếp phần 2 của cái chuyên mục mở những cái hòm trá quỷ này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.